Trương Kỳ và Phương Uyên xin chào quý khán giả và bà con nông dân đến với toàn cảnh nông nghiệp của truyền hình Đồng Tháp. Chúc quý vị có ngày cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình. Thưa quý khán giả và bà con, chiều rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong toàn cảnh nông nghiệp ngày hôm nay. Và ngay sau đây là thông tin chi tiết. Thưa bà con, trồng cây ăn trái đặc sản trên nền đất lúa kém hiệu quả đã giúp nhiều nông hộ ở vùng Cù Lao, Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp có thu nhập khá. Mô hình này đã mở ra hướng phát triển hiệu quả lâu dài. Phóng viên chương trình có ghi nhận sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2019, ông Phạm Văn Hợp chuyển 2.000 hectare đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng mít ruột đỏ. Đến năm 2021, ông bắt đầu thu hoạch trái vụ đầu tiên với giá bán dao động từ 30.000 tới 40.000 đồng một ký. Hai công đất trồng mít đầu tiên mang lại kết quả khả quan. Ông tiếp tục chuyển 3,8 hectare còn lại sang trồng mít ruột đỏ Indo. Giá bán cao thấp tùy theo nhu cầu thị trường. Lúc thấp nhất là 13.000 đồng một ký, lúc cao nhất là 90.000 đồng một ký. Cái cây ăn trái thì nó làm nó có hiệu quả hơn cái ruộng. Thí dụ mình mần một năm thu hoạch mít chứ, 3 năm mần ruộng không bằng. Không thu hoạch tập trung mà rễ dụ nhiều đợt trái. Cách này giúp vườn nhà ông Hợp kéo dài thời gian thu hoạch đến 10 tháng trong năm, hạn chế thu hoạch rộ và rớt giá. Ông Hợp còn dự tính sẽ chủ động giảm sản lượng trái để kéo dài tuổi thọ cây nhằm tăng hiệu quả. Khi mà cây mít này nó sẽ tàn thì mình muốn chuyển đổi cây gì mình chuyển. Không phải là riêng cây mít này có hiệu quả, những anh làm xoài ở đây đó, ta cũng hiệu quả. Ta cho một con xoài có thể một vụ xoài nó lấy cũng từ 5-70 triệu cho một công. Đó là mình nói như vậy là nó trúng mùa. Không chỉ vườn nhà ông Hợp mà nhiều diện tích cây ăn trái lâu năm khác cũng được trồng trên đất lúa kém hiệu quả với 549 hectare, cao hơn diện tích lúa hiện nay của toàn xã Tân Quế với ba cây trồng chủ yếu là xoài, sầu riêng và mít. Ông Phan Thanh Hiền ở ấp Thượng cũng chuyển 7.000 mét vuông đất lúa sang trồng 70 gốc sầu riêng giống đi sáu. Cây được hơn 5 năm tuổi và đang chuẩn bị lấy trái. Đây là cây trồng mới, kinh nghiệm chăm sóc chưa nhiều, nên ông Hiền đặt mục tiêu chăm sóc tốt và lấy trái với chất lượng tốt nhất. Để chuyển đổi sang cây trồng mới hiệu quả trên nền đất lúa, theo ông Hiền có hai yếu tố quyết định. Thứ nhất là phải học kỹ thuật cho cứng. Cái thứ hai là phải đầu tư vào cái vụ tiền, vốn. Cái khâu vốn là phải là ưu tiên, phải lo trước, chuẩn bị trước cũng được. Nửa chừng gãy cánh. Hơn 20 năm thực hiện mục tiêu chuyển đổi cây trồng trên nền đất lúa kém hiệu quả, xã Tân Quế đã trồng được 549 hectare cây ăn trái, vượt diện tích lúa hiện nay của địa phương. Mục tiêu của xã Tân Quế là xóa vườn tạp, chuyển cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đối với cái phương châm là vườn lấn màu rồi mặn lúa, thì đến nay cái hiệu quả qua 25 năm thì đối với trước đây thì màu thì cái hiệu quả nó chỉ 60 triệu trên 2 năm. Thì đến nay năm 2024 đến nay á thì cái hiệu quả lên tới 30 triệu trên lợi nhuận á, lợi nhuận trên 200 năm. Thì cái điều đó cũng địa phương cũng khuyến khích và vận động bà con để thực hiện theo tái cấu ngành nghiệp. Xã Tân Quế cũng như nhiều địa phương khác ở Cù Lao Thanh Bình đang xây dựng kế hoạch nhằm khuyến khích nông dân chọn lựa cây trồng phù hợp, triển vọng và cho hiệu quả cao để thay thế cây trồng kém hiệu quả, đồng thời hoàn thiện hệ thống thủy lợi để quá trình chuyển đổi cây trồng được thuận lợi, hiệu quả hơn.